thể chó sù Bắc Hà ấy. Bờm như sư tử luôn. Cá thể chó rất đẹp. Chó huyền đề đốm lưỡi anh em nhé. Cá thể chó rất đẹp luôn này. Cá thể chó sù lông bờm như là sư tử luôn. Cá thể chó sù Bắc Hà này, chó được bắt tại Bản Mông anh em nhé. Cá thể chó rất đẹp luôn. Con này mà thay lông xong thì không phải nghĩ luôn. Lông bờm như sư tử luôn. Đấy. Đấy, thấy chưa? Rồi, anh em nào kết có thể liên hệ theo số điện thoại 0334827012 này, hoặc truy cập vào nick Zalo 0334827012 để sở hữu được cá thể chó sù Bắc Hà. Ngày hôm nay em đưa vào Bản Mông để giới thiệu với anh em. Êu. Bảo hành tất cả tật lộ cho anh em nhé. Chó huyền đề. Chó huyền đề kép. Chó huyền đề chó khôn rồi nhỉ. Êu. Đấy. Có đây buổi tối trong nhà có tốt không? Hôm nay em đi vào bản xin giới thiệu tới anh em một cá thể chó sù Bắc Hà. Cá thể chó sù Bắc Hà. Cá thể chó rất đẹp luôn. Lông bờm như sư tử ấy nhỉ. Lông lúc kiểm tra bây giờ nó hơi ấy rồi, nhưng mà lúc béo lên nhìn rượu khó bách lắm. Ừ. Chẳng qua là bây giờ là nó đang thấy lông nhỉ. Lúc mà nó ấy lên là lúc nó đô lên là nhìn thích lắm. Ừ. Cá thể chó rất đẹp luôn này, cá thể chó sù lông bờm như là sư tử luôn. Đây bảo hành răng đủ cho anh em nhé. Này bảo hành răng đủ cho anh em luôn. Ừ. Chó còn rất là non tơ anh em nhé. Này, bảo hành răng đủ cho anh em. Răng trắng tinh luôn này. Chó tầm khoảng 10 tháng tuổi. Chó tầm khoảng 10 tháng tuổi. Răng trắng tinh. Đấy, này, răng trắng tinh. Anh mở cái răng cửa cho em. Này, răng chưa mòn thế nào nhé. Đấy. Đấy. Răng chưa mòn thế nào. Cá thể chó sù Bắc Hà. Bờm như sư tử luôn. Cá thể chó rất đẹp. Huyền đề đúng lưỡi anh em nhé. Nhìn lưỡi quá đẹp. Rồi anh em hãy cùng tiếp tục like đăng ký kênh Hà Giang Công Nguyên TV để có được những clip mới nhất về chó bản địa Việt Nam, loài chó Bắc Hà sù. Một lần nữa xin được kính chúc sức khỏe và kính chào tất cả anh em đam mê.